Kính chào các bạn đã trở lại với cái channel của anh Ba Tesla. Thì hôm nay John muốn chia sẻ về một cái tin tức từ Business Insider. Thì ở đây có nói là Chinese Tesla rival Xpeng just got a $700 million investment from Volkswagen. Có nghĩa là cái hãng xe Đức Volkswagen sẽ đầu tư vào 700 triệu cho cái hãng xe Xpeng. Xpeng là trong những công ty ở bên Trung Quốc mà có được cái sự đồng hành của chính phủ Trung Quốc. Thì với cái sự mà đầu tư này của 700 triệu của tiền thì từ hãng Volkswagen thì Volkswagen sẽ lấy được 5% cổ phần của xe Xpeng. Đây là chiếc xe Xpeng, nó gọi là G6. Cái chiếc này thì nó sẽ đánh thẳng với chiếc Tesla Model Y. Nó được gọi là cái xe này là a dream car for the younger generation, là có nghĩa là cái xe mà cho những cái giới hội trẻ là ai cũng sẽ thích đó. Đây thì nói đây 700 triệu in Xpeng exchange for 5% stake. Thì trong tương lai thì hãng xe Xpeng muốn đưa chiếc xe này thì bán trong thị trường nội địa của Trung Quốc và kể cả xuất khẩu ra những cái nước quốc gia khác luôn. Nhìn chiếc xe thì mình thấy là cũng hơi đẹp. Thì theo như thông tin thì chiếc xe này G6 thì sẽ chạy được tới 469 mi cho một cái charge, là này là 44 mi nhanh hơn cái kiểu mẫu trước đây. Nhìn xe thì thấy cũng đẹp đấy chứ, nhưng mà mình không biết chất lượng sẽ ra sao thôi, chỉ có Tesla thì rất là ấy thôi. Đây nói là chiếc xe trong trên Tesla Chinese Market Model Y SUV claims là 410 mi, nhưng mà xe Tesla của John ở bên Mỹ thì chỉ được có 330 mi thôi. Cái đó nếu mà nó là chạy trong những cái hoàn cảnh mà rất là tốt nha, chứ nếu mình xài máy lạnh, mình lên dốc lên núi đồ thì sẽ không được 310 mi đâu. Rồi dưới chiếc xe này G6 của hãng Xpeng thì nói là sạc rất là nhanh, mà 186 mi mà trong vòng chỉ có 10 phút thôi. Đó vậy là rất nhanh đó. Thì bây giờ trên thường trên sạc từ khoảng cũng hơi lâu, khoảng 15 đến 17 phút cho chiếc Tesla Supercharger. Đó thì năm ngoái thì Xpeng có đưa ra cái mẫu kiểu này G9. Chiếc này là xe World Fastest Charging Electric SUV. Chiếc này ra 43.000 mà nghĩa là quá rẻ. Nếu mà qua bên Mỹ là rất đẹp luôn, mà chỉ không biết là rẻ mà có bền hay không thôi. Đó thì ở đây thì trong cái đây là trong cái hình ở trong chủ của chiếc xe thì mình thấy cái màu trắng là rất là đẹp luôn. Thì chắc cái này cũng là bắt chước Tesla có nguyên một cái màn hình ở giữa này luôn. Đó, nhìn thì mình thấy ở trong là kiểu là rất đẹp đó. Nó thấy là nó cũng ít cái nút lại. Đó. Thấy là đẹp nha. Thì cái cũng có luôn một cái sunroof ở bằng kính ở trên, thì cũng hình hơi dạng thì cũng hơi giống Tesla. Đó thì ở bên đây thì còn giữ lại những mấy cái button, những cái nút bên đây để mình chỉnh sửa ghế đi tới và đi lui. Đó cái đây thì cái cửa mở ra thì nó cũng flush, nó cũng liền luôn để cho nó air dynamic chạy cho rất nhanh. Thì ở đây đây nói là chiếc xe cái kiểu G6 này thì chưa có đưa ra một cái giá, nhưng mà nói là sẽ bán ở trong ở Trung Quốc với là abroad, là ở ngoài nước ngoài đó. Đó thì hôm nay thì cho anh chị chia sẻ một cái tin tức ngắn gọn như vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc cho các bạn một ngày vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Và nếu mà thích video thì nhớ cho anh một cái like và nhớ subscribe ha. Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào cái video lần sau.